Trong khi Cù Lao Chàm đang nỗ lực tìm cách để giảm tải khách du lịch ra đảo, thì mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định đưa vào quy hoạch 8 tuyến đường thủy nội địa mới. Trong đó, có tuyến đi tàu thẳng từ cầu Sông Hàn đi ra đảo Cù Lao Chàm. Việc này đã bị sự phản ứng của chính quyền Hội An đặt đảo Cù Lao Chàm trước nguy cơ vỡ trận du khách. Quyết định 2162 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu khuyến khích hỗ trợ các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư tàu du lịch để phục vụ du khách có nhu cầu tham quan tuyến theo tiêu chuẩn quy định, chú trọng loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trên tàu như khách sạn nổi, tàu lưu trú ngủ đêm trên tàu, thời gian kêu gọi đầu tư từ quý 2 năm 2019. Cù Lao Chàm là hòn đảo chỉ rộng 15 km2, hiện đang quá tải ngột ngạt, tới mức tại hội thảo bảo tồn bền vững Cù Lao Chàm mới đây, các chuyên gia bảo tồn trong và ngoài nước đã gây gắt đề nghị Quảng Nam can thiệp để khống chế khách giữ hòn đảo Cù Lao Chàm trước nguy cơ bị băm nhỏ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, từ trước tới nay, khách trong nước cũng như quốc tế khi ra đảo Cù Lao Chàm phải đi bằng tuyến cano duy nhất là xuất phát từ cảng Cửa Đại. Tuyến này cũng có một lý trình được giám sát nghiêm ngặt bởi Hội An cũng như Cù Lao Chàm là vùng đệm, vùng lõi quan trọng trong tổng thể khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận cách đây 10 năm về trước. Tàu thuyền đi ra Cù Lao Chàm thì ai sẽ kiểm soát lượng người lên đảo, rác thải đổ ở đâu, nước sạch lấy đâu mà dùng, tàu neo đậu ở đâu, đi qua luồng lạch nào hay sẽ xuyên qua vùng lõi đã được quy hoạch làm khu bảo tồn. Dân Cù Lao Chàm sẽ sống như thế nào nếu có thêm người lên đảo, việc quản lý sẽ như thế nào? Đó là hàng loạt những câu hỏi được một cựu lãnh đạo thành phố Hội An đặt ra đợi thành phố Đà Nẵng trả lời khi Đà Nẵng tính mở tuyến du lịch biển đầy nhạy cảm này.